Những ngày gần đây thì sức nóng của bà Tân Vlog vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm khi mà chỉ mới cách đây 2 ngày, bà Tân đã đạt được nút vàng của YouTube. Và cách đây ít phút thì bà Tân lại khiến cư dân mạng phải bất ngờ khi mà xuất hiện trong một đoạn livestream của PewDiePie, ông hoàng YouTube. Được biết thì PewDiePie là một chàng trai đến từ Thụy Điển và là một YouTuber nổi tiếng và có nhiều subscriber số 1 thế giới. Nội dung YouTube được chú ý nhất của PewDiePie gồm những bình luận về video game, chủ yếu là các thể loại kinh dị, sau đó thì anh chuyển hướng sang nhiều thể loại game đa dạng. Ngoài ra thì anh còn làm một số video về thể loại hài kịch và thỉnh thoảng là vlog. Mới đây thì cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ khi mà hình ảnh của bà Tân lại xuất hiện trong một đoạn livestream của PewDiePie. Cụ thể thì livestream này của PewDiePie đã được đăng tải vào cùng ngày 25 tháng 5 khi bà Tân Vlog đạt triệu sub, nhưng vì nền tảng là D-Live không phải YouTube nên ít người để ý. Trong lúc đang tương tác trực tiếp với fan và react về một số meme như thường lệ, PewDiePie bất ngờ truy cập trang thống kê Social Play và xem danh sách các kênh tăng sub nhanh nhất trong 24 giờ qua. Tại thời điểm đó thì bà Tân Vlog đang đứng ở top 3 toàn thế giới, cũng vừa đạt 1 triệu sub, không giấu nổi tò mò và sau khi lướt qua hai vị trí đầu và không cảm thấy hứng thú lắm. Top 1 thì bị nghi là mua sub trái phép, top 2 là kênh thuộc mạng lưới Yeon đang dính lùm xùm xử phạt bởi YouTube. PewDiePie kích ngay vào Tân của bà Tân để xem có gì hay ho. Sau một thoáng có chút ngạc nhiên vì đây tiếp tục là một đại diện đến từ Việt Nam, thậm chí là đạt triệu sub chỉ sau 19 video và 20 ngày. PewDiePie vẫn đánh giá bà Tân Vlog là một kênh phát triển chính đáng, tự nhiên và không có chuyện phạm luật mua sub. Kênh này đến từ Việt Nam, wow, tận 1 triệu sub cơ, có lẽ là hợp chuẩn đấy, mà họ thực sự chỉ đăng video từ 2 tuần trước thôi á, PewDiePie thốt lên trong lúc livestream. Không biết rằng sắp tới thì sức ảnh hưởng của bà Tân Vlog còn khiến cư dân mạng phải bất ngờ đến thế nào nữa đây. Chúng mình là SD và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.